Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, thì chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, dựa trên bản tin mới nhất cho biết là các ủy ban ở tại Hạ viện đã đưa ra kết luận là ông Joe Biden, đương kim tổng thống của Hoa Kỳ, đã có hành vi được xem là có thể cấu thành hành động mà đàn hạch đối với ông ta, sau khi họ nói rằng ông ta đã lừa gạt dân chúng Hoa Kỳ để làm giàu cho chính gia đình của ông ta. Đó là bản báo cáo mới nhất của các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã đưa ra. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi và đặt câu hỏi xem liệu lần này có hay không nên hay không nên đàn hạch đối với ông ta. Quý vị, ông Joe Biden đã được xác nhận là đã có cái hành vi có thể dẫn tới cuộc đàn hạch đối với ông ta với cái tội danh là lừa gạt dân chúng Hoa Kỳ và làm giàu cho gia đình của ông ta. Đó là bản báo cáo của Đảng Cộng Hòa. Ông Tổng thống Joe Biden đã tiếp cận với lại cái gọi là cái hành vi có thể bị đàn hạch, các thành viên của Đảng Cộng Hòa đã đưa ra trong một cuộc tiến trình gọi là điều tra đàn hạch kéo dài và tuyên bố rằng họ đã có đầy đủ bản báo cáo về tình trạng lạm dụng chức quyền của ông ta để mà lừa gạt dân chúng Hoa Kỳ làm giàu cho gia đình của ông ta. Đài truyền hình Fox News cho biết bản báo cáo này 292 trang đã được chuẩn bị bởi Ủy ban Giám sát tại Hạ viện, Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện và Ủy ban Đường hướng cũng như là Ý nghĩa tại Hạ viện, và tất cả đều đã hoàn tất cái tiến trình đàn hạch nhắm vào ông Joe Biden. Và ủy ban đã có những cái bằng chứng và tích tụ được những bằng chứng cho thấy ông Tổng thống Joe Biden đã có cái hành vi được xem là có thể dẫn tới đàn hạch theo một cái bằng chứng được thu thập cho biết. Và phía Đảng Cộng Hòa cho biết họ có rất nhiều những bằng chứng cho thấy là ông Joe Biden đã tìm cách sử dụng cái vị trí thế của ông ta để mà là kiếm tiền cho gia đình của ông ta và vi phạm vào cái niềm tin của công chúng, làm giàu cho gia đình, và cáo buộc rằng gia đình của Joe Biden và các cái đối tác của họ đã nhận hàng chục triệu đô la Mỹ kim từ các đối tác nước ngoài và tin rằng những cái số tiền này đã được trả thông qua những cái nhân vật là được xem là tầm ảnh hưởng của Joe Biden. Và ủy ban này cho biết gia đình của Joe Biden đã nhận tổng cộng là khoảng trên 27 triệu Mỹ kim từ các đối tác nước ngoài hoặc các công ty nước ngoài từ năm 2014, và họ đồng thời cáo buộc rằng gia đình của Joe Biden đã sử dụng cái vị trí ông ta là phó tổng thống và đã vay khoảng 8 triệu Mỹ kim từ những nhà hảo tâm của Đảng Dân chủ, và số vay này đã chưa được trả lại hoặc là có những cái giấy tờ chứng từ về những cái món nợ này vẫn chưa được giải quyết theo tường trình của phía các ủy ban. Và Đảng Cộng Hòa cho biết họ đang duyệt xét việc mà ông này, họ đã điều tra ông này trong lúc ông này còn là phó tổng thống Hoa Kỳ. Trong vai trò phó tổng thống, ông Joe Biden đã có cái hành vi âm mưu và dường như là đã đi ăn chung thông qua với lại những cái người đối tác trong gia đình của ông ta và nói chuyện của họ qua phone trong lúc mà ông Pentagon mở speakerphone lên. Và trong đó thì họ báo cáo lại là năm 2014, ông Joe Biden đã có mặt trong cái cùng với con trai của ông ta là Hunter Biden, cùng với bà tài phiệt của Nga là Yelena Baturina. Và sau bữa ăn tối này, bà Baturina đã chuyển 3.5 triệu Mỹ kim cho cái công ty của Hunter Biden là Rosemont Seneca Thompson. Đây là 3.5 triệu Mỹ kim. Và đài truyền hình Fox News trước đó cũng báo cáo rằng ông Joe Biden đã có mặt trong buổi ăn tối với lại các đối tác thương mại của con trai ông ta, bao gồm cả bà Baturina ở tại Washington DC, ở tại quán cà phê Milano ở tại Georgetown, và cả năm 2014 và 2015. Đồng thời Biden cũng đã gặp gỡ với là Jonathan Lee của BHR tại Trung Quốc năm 2013. Và trước đó báo cáo cho thấy là ông ta đã gặp chủ tịch của công ty năng lượng của Trung Quốc là CEFC là Zhe Chanming năm 2017. Và căn cứ trên tất cả những cái bằng chứng cho thấy là ông Joe Biden đã không có hiểu rằng ông ta đang làm giàu cho gia đình của ông ta bằng cái vị trí của ông ta và vi phạm vào cái niềm tin của công chúng. Và Đảng Cộng Hòa cho biết gia đình của Joe Biden đã có một cái âm mưu này, và tất cả những nguồn tiền ngoại quốc đã chuyển cho gia đình Joe Biden thông qua các cái chuyển ngân, và gia đình Joe Biden đã sử dụng tất cả những cái nguồn ngân quỹ này, đó là kể cả những cái số tiền nhỏ. Và ở trong đây họ báo cáo rất nhiều về cái
làm ăn của gia đình Joe Biden, và trong đó thì gần như là họ báo cáo lại tất cả những cái cuộc điều tra về cái tập tài liệu mật mà ông Joe Biden giữ, cũng như là việc mà con trai của ông ta đã bị kết tội trong cái việc sở hữu vũ khí một cách bất hợp pháp trong lúc dùng ma túy. Quý vị, coi như là ba ủy ban trong Hạ viện đã có một cái bản kết luận và nói rằng hành vi này dẫn tới cuộc đàn áp đối với Joe Biden. Có nghĩa là họ có đầy đủ tất cả những bằng chứng và tổng số tiền mà ông Joe Biden đã, gia đình của ông ta đã kiếm được từ các đối tác nước ngoài và các công ty nước ngoài là hơn 27 triệu Mỹ Kim từ năm 2014. Quý vị, điều này cho thấy rõ ràng là trong lúc đó là ông ta đang là phó tổng thống Hoa Kỳ. Và những gì mà họ đã đúc kết lại và họ đưa ra trong giai đoạn này, coi như chúng ta có đủ bằng chứng. Có nghĩa là Hạ viện đã có đủ bằng chứng chứng minh rằng ông ta đã để cho gia đình sử dụng cái ảnh hưởng về cái vị thế phó tổng thống của ông ta để mà trục lợi, và chưa kể là cũng sử dụng cái vị thế này vay tiền của các nhà quyên góp hảo tâm của đảng chủ lên tới 8 triệu Mỹ Kim và chưa trả nợ. Quý vị, đây là cái số tiền mà chúng ta thấy được là từ gia đình Joe Biden kể từ khi mà ông ta trở thành phó tổng thống của Hoa Kỳ cho tới khi ông ta trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Tất cả những điều này đã được bản kết luận 292 trang. Trong đó họ có tất cả những chứng từ chuyển ngân bằng ngân hàng, những số tiền mà các đối tác nước ngoài đã chuyển cho Hunter Biden, James Biden thông qua các công ty ma của họ, tức là Shell Company, tôi gọi là công ty ma, ở bên Việt Nam thì dịch là công ty vỏ bọc gì đó. Thì quý vị, đây là những cái bằng chứng mà phía Hạ viện đã chứng minh. Và những bằng chứng này nó nằm từ các chứng từ trong ngân hàng. Và điều này cho thấy là rõ ràng ông Joe Biden đã sử dụng cái vị thế của ông ta làm giàu cho gia đình của ông ta. Đây là bản báo cáo cuối cùng của Hạ viện. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là sau khi bản báo cáo này ra thì sẽ làm gì? Bản báo cáo này là đưa ra thì sẽ làm gì? Câu trả lời của tôi là có lẽ như Hạ viện chỉ đưa ra bản kết luận mà thôi. Họ sẽ không tiến hành một cuộc đàn áp đối với lại Joe Biden. Bởi vì bây giờ là tháng 8 rồi quý vị. Từ đây cho tới tháng 1, tức là ngày 20 tây tháng 1, ông ta sẽ chấm dứt cái nhiệm kỳ tổng thống, thì chỉ còn có vài tháng thôi. Thứ nhất là chưa chắc tiến hành đủ cái thủ tục đàn áp. Thứ hai nữa là nó không còn ý nghĩa, tại vì ông ta cũng đã không tái tranh cử nữa. Tức là sau trận này xong là ông ta về hưu luôn. Thì do đó tôi nghĩ rằng cái bản báo cáo này được đưa ra để cho công chúng hiểu rõ sự thật mà thôi. Và có một số những chi tiết trong cái bản báo cáo này có thể được chuyển cho Bộ Tư pháp năm 2025 để họ duyệt xét tất cả những bằng chứng này, xem họ có thể truy tố ông Joe Biden trong vai trò ông ta là phó tổng thống lạm dụng chức quyền hay không. Thì quý vị, cái đó là bên phía Bộ Tư pháp đánh giá, tại vì tổng thống hay là phó tổng thống vẫn có những cái quyền miễn tố riêng của họ, thì chưa biết được. Chưa biết được, tuy nhiên đây là bản báo cáo cho thấy là cái hành trình của gia đình Joe Biden từ lúc mà ông ta trở thành phó tổng thống cho tới bây giờ ông ta chuẩn bị kết thúc cái vai trò tổng thống. Chúng ta đã thấy được trong mười mấy năm qua, chứng kiến được những gì đang xảy ra, và đây được xem là một trong những cái gia đình tham nhũng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Tôi có thể nói là tham nhũng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và trong những cái livestream trước đây tôi đã thảo luận rất là nhiều liên quan tới vấn đề này. Hôm nay mình nhắc lại một lần nữa để cho quý vị thấy được là Joe Biden ở cái thế không còn chọn lựa nào khác, phải rút lui ra khỏi cuộc tranh cử. Nếu như không thì quý vị, những cái hậu quả của cuộc điều tra này vẫn tiếp diễn. Có điều là bây giờ ông ta đã rút lui rồi, tức là ông ta đã phủi tay rồi. Dân chúng Hoa Kỳ đòi hỏi câu trả lời. Họ có câu trả lời, nhưng cái biện pháp chế tài và trừng phạt chưa chắc áp dụng được. Tức là họ đã thấy được tất cả những sự thật xảy ra kể từ khi mà ông ta trở thành phó tổng thống, bắt đầu mà nhen nhúm cái vấn đề tham nhũng này là từ năm 2013. 2013, lúc mà nhiệm kỳ 2 của Obama, và kéo dài cho tới khi mà ông ta hết làm phó tổng thống rồi sau này ra tranh cử tổng thống. Trong liên tục những năm đó là chúng ta thấy được là Hunter Biden thông qua cái vai trò cha của mình trục lợi như thế nào. Và riêng cá nhân của Hunter Biden, chúng ta đã thấy được những cái hình ảnh trong laptop, những cái cuộc ăn chơi trụy lạc và gần như là không còn một cái tính chất nào là đạo đức của một con người. Mặc dù ông ta là luật sư, Hunter Biden là một luật sư đó, thì quý vị thấy tất cả những diễn biến vậy xảy ra
để cho chúng ta nhìn thấy được sự thật. Và các thành viên trong ủy ban của Hạ viện, đặc biệt là các chủ tịch các ủy ban thuộc Đảng Cộng Hòa, họ đã nói rất là rõ ràng. Họ sẽ kết luận và đưa ra bản điều tra này. Còn quyết định đàn hạt hay không, hay là chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp, đó là chuyện sau. Thì bây giờ, bản gọi là đúc kết này, 292 trang, quý vị, 292 trang, đầy đủ tất cả những chi tiết. Trong đó bắt đầu từ lúc mà con trai của ông ta bắt đầu có associate, tức là có cái mối quan hệ với lại phía Trung Quốc trước, từ năm 2013. Rồi sau đó tới Ukraine 2015. Rồi và trong năm 2014 thì lại liên hệ với lại một bà tài phiệt của Nga. Bà này chính ra bà ta là người tình của thị trưởng thành phố Moscow trước đây. Số tiền 3.5 triệu rưỡi chuyển cho cái công ty của Hunter Biden là tài trợ cho việc xây dựng một cái museum ở tại New Zealand. Xin lỗi quý vị, ở tại New Orleans. Thì quý vị, đây là cái số mà tiền mà chúng ta thấy được. Chưa kể là những lời cáo buộc của chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Burisma thông qua một người informer của FBI mà được xem là khả tính. Trong đó họ nói rất nhiều về cái quan hệ của Hunter Biden với lại cái công ty Burisma và kể cả Joe Biden. Lúc mà Joe Biden còn làm phó tổng thống và được Obama giao cho cái trách nhiệm là giúp cho Ukraine có thể vay 1 tỷ Mỹ Kim từ cái quỹ tiền tệ quốc tế IMF dưới sự bảo đảm của Hoa Kỳ. Chính Joe Biden đã sử dụng cái chuyến đi tới Ukraine năm 2015 để mà ép phía ông tổng thống thời điểm đó của Ukraine là Poroshenko là phải hủy bỏ cái cuộc điều tra đối với công ty Burisma. Quý vị còn nhớ chuyện này, ok? Và ông ta đã tới Ukraine tháng 12 năm 2015 và tới tháng 1 năm 2016 thì công tố viên đặc trách điều tra cái vụ án của Burisma đã bị ngưng lại công việc điều tra và bị sa thải hoàn toàn, đóng toàn bộ hồ sơ đó lại. Để đổi lại, Ukraine có thể vay được 1 tỷ Mỹ Kim của IMF dưới sự bảo đảm của Hoa Kỳ. Và thời điểm đó, Hunter Biden là thành viên chủ tịch trong cái hội đồng quản trị của công ty Burisma với mức lương 50.000 Mỹ Kim một tháng. Thì quý vị, đây rõ ràng là cái bằng chứng rất rõ ràng. Rồi chưa kể quý vị là tài phiệt từ ở Kazakhstan, từ ở Romania đều liên lạc trực tiếp với lại Joe Biden qua thông qua Hunter Biden. Và họ đã gặp gỡ nhau cái quán cà phê Milano ở bên Âu Châu, rồi cái quán cà phê Milano ở tại Washington DC nữa. Thì quý vị, riêng ở cái cuộc gặp gỡ ở Âu Châu đó quý vị, là nhân vật tài phiệt của Kazakhstan nằm trong cái blacklist của Hoa Kỳ. Sau cuộc gặp gỡ này thì nhân vật này đã tặng cho Hunter Biden một chiếc Porsche trị giá 163.000 Mỹ Kim. 163.000 Mỹ Kim. Và 3 tháng sau đó, nhân vật này được lấy tên ra khỏi blacklist. Thì quý vị, đó là những câu chuyện gọi là tham nhũng của gia đình Joe Biden. Chưa kể, quý vị, và cái công ty CEFC là cái công ty mà chính thức hợp tác với Hunter Biden. Và năm 2017, tức là sau khi ông ta rời khỏi ghế phó tổng thống, thì họ đã ký kết một cái hiệp ước làm ăn chung. Và ngay sau đó thì cái công ty này đã chuyển qua 5 triệu Mỹ Kim cho Hunter Biden, cái công ty của Hunter Biden. Và từ 5 triệu Mỹ Kim này, nó đã được phân bố ra trong gia đình của Joe Biden. Trong gia đình của Joe Biden, trong đó bao gồm luôn cả hai cái check. Một cái check là 200.000 Mỹ Kim, một cái check là 40.000 Mỹ Kim mà vợ chồng của James Biden, em trai của ông ta, đã ký trực tiếp cho Joe Biden với danh nghĩa là trả nợ, nhưng lại không có được cái chứng từ vay nợ từ lúc nào. Không có cái chứng từ vay nợ từ lúc nào. Và họ chỉ nói là trả nợ thôi. Thì quý vị, những cái điều này cho thấy cái sự tham nhũng trong gia đình của Joe Biden. Bên cạnh đó, chưa hết quý vị. Năm 2017, sau cái chuyến này, thì quý vị, Joe Biden đã ngồi xuống viết cuốn sách. Cuốn sách đó là có cái tên là Promise Me Death. Và cuốn sách này, cái công ty phát hành và Joe Biden đã kiếm được 8 triệu Mỹ Kim. Và trong cuốn sách này thì có rất nhiều những cái chi tiết được tiết lộ từ trong cái tập tài liệu mật mà Joe Biden đã giữ lại trong nhà riêng của ông ta và Biden Pen Center. Và ông ta đã tiết lộ cho người Ghostwriter, tức là cái người viết sách cho ông ta. Thì cái hành vi này nó được xem là vi phạm luật.
là bởi vì ông ta không được phép giữ những tập tài liệu này trong vai trò là phó tổng thống. Mà không những ông ta đã giữ lại, mà ông ta còn tiết lộ những tập tài liệu được bảo mật này nữa. Thì quý vị, sơ sơ không cuốn sách đó, ông ta và cái công ty phát hành đó đã kiếm khoảng 8 triệu Mỹ Kim. Và bản kết luận của ông Robert Hurt cho thấy là ông ta đã có cái hành vi được xem là biết về tất cả những cái hành vi cố tình giữ lại những tập tài liệu mật này. Tức là giữ những tập tài liệu mật này có chủ ý, chứ không phải là vô tình. Đây là cái bản kết luận của ông Robert Hurt, công tố viên độc lập được bổ nhiệm. Tuy nhiên thì ông Robert Hurt lại đề nghị Bộ Tư pháp là không nên truy tố, là bởi vì ông Joe Biden đang là một ông già lú lẫn và không đủ trí nhớ. Thì cái này là đề nghị của Robert Hurt thôi. Nhưng mà Bộ Tư pháp của Merrick Garland tới bây giờ vẫn không quyết định truy tố hay không. Thì quý vị, đây là những gì mà chúng ta đang chứng kiến được cái hành vi của gia đình Joe Biden. Mà tôi gọi đây là một cái gia đình tham nhũng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Tham nhũng nhất luôn. Và chưa kể sau khi mà Joe Biden trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, thì quý vị, tranh của Hunter Biden được bán với giá từ 75.000 Mỹ Kim cho tới 500.000 Mỹ Kim. Và một trong những người mua tranh của Hunter Biden đã được Joe Biden bổ nhiệm vào vị trí một ủy viên về đặc trách về văn hóa. Đổi lại. Trong khi đó, tôi từng nói với quý vị, các họa sĩ sống lê lết ở New York, các phòng triển lãm tranh ở New York bán một bức tranh 200 Mỹ Kim còn chưa ra. Họ là những họa sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng mà bán một bức tranh nhiều khi bán 200 đô la còn chưa được. Mà Hunter Biden không phải là một họa sĩ chuyên nghiệp, cũng không phải là một người sinh hoạt trong cái giới hội họa nhiều năm. Mà một bức tranh bán từ 75.000 tới 500.000 Mỹ Kim. Nếu không phải thân phụ của ông ta là phó tổng thống hay cựu phó tổng thống, liệu giá trị bức tranh này như thế nào? Nhất là ở thân phụ của ông ta lúc mà bán tranh đó quý vị, là thân phụ của ông ta đang là đương kim tổng thống Hoa Kỳ nữa. Thì bức tranh này có trị giá tới 75.000 Mỹ Kim không? Những bức tranh này. Và tất cả những bằng chứng cho thấy là cái sự tham nhũng này và cái giá họ phải trả là Hunter Biden, bởi vì tiền này hầu hết là tôi gọi là tiền tham nhũng từ bên ngoài. Anh ta giấu đi, anh ta không khai thuế. Do đó bây giờ anh ta bị khởi kiện tội trốn thuế 1.4 triệu Mỹ Kim từ năm 2014 cho tới năm 2017, là ông ta đã không đóng thuế 1.4 triệu Mỹ Kim. Trước đó năm 2013, ông ta đã thiếu tiền thuế lên tới 2 triệu Mỹ Kim rồi. Và chính một luật sư giải trí ở Hollywood đã pay out, tức là cho ông ta vay tiền để mà trả nợ cho sở thuế. Rồi tới 2014 tới 2017 lại thêm con số là 1.4 triệu Mỹ Kim. Thì cái vụ án đó bây giờ đang được xét xử trong tháng 9 này về tội trốn thuế. Còn cái tội mà sở hữu vũ khí bất hợp pháp thì đã bị kết tội rồi. Bị kết 3 tội rồi. Và maximum án tù thì quý vị thấy rồi đó, là tổng cộng cộng lại 3 tội này lại là khoảng 20 mấy năm tù cộng với lại tiền phạt. Thì chưa biết được cái ngày kết tội đó Hunter Biden sẽ bị kết tội như thế nào. Tuy nhiên thì quý vị, phía ủy ban của Hạ viện nhiều người nói rằng điều tra rồi chừng nào mới xong, thì bây giờ đã xong rồi. Vấn đề còn lại là cái thời gian cho bên cầm quyền còn có mấy tháng thôi, có nên hay không nên tiến hành cuộc đặc hạch. Bởi vì khi mà tiến hành cuộc đặc hạch thì sẽ là một cái chuyện khác. Nếu mà các ủy ban trong Đảng Cộng Hòa, ở trong các thành viên Đảng Cộng Hòa quyết định tiến hành cuộc đàn hạch thì đây sẽ là một thất bại của Đảng Cộng Hòa. Bởi vì cuộc đàn hạch này sẽ cho thấy rằng là người bên ngoài sẽ bị nhìn trên cặp mắt là đảng phái. Và cuộc đàn hạch này sẽ không thành công. Không thành công là bởi vì chưa có cuộc đàn hạch nào ở nước Mỹ này thành công cả. Nhất là trên sàn Thượng viện, Đảng Dân Chủ nắm 51 ghế. Họ vẫn binh vực cho Joe Biden. Do đó không thể nào có đủ 67 phiếu để mà loại trừ ông ta ra khỏi ghế tổng thống cả. Không thể nào. Và quý vị, do đó nếu tiến hành đàn hạch thì Đảng Cộng Hòa sẽ bị tổn thương trong cuộc bầu cử sắp tới đây tháng 11. Nếu tiến hành cuộc đàn hạch là bởi vì người dân sẽ nhìn với cặp mắt đây là vấn đề chính trị. Và như vậy thì có thể sẽ khiến cho Đảng Cộng Hòa bị mất ghế. Mất ghế Hạ viện mà chưa chắc lấy lại Thượng viện.
Do đó tôi mới nói với quý vị là cuộc điều tra thì đã xong, nhưng quyết định đàn hạch hay không thì tôi nghĩ rằng bên Đảng Cộng Hòa sẽ không tiến hành cuộc đàn hạch. Họ chỉ điều tra xong, họ công bố sự thật cho công chúng biết và họ chuyển hồ sơ giao lại cho Bộ Tư pháp. Chứ họ sẽ không tiến hành cuộc đàn hạch. Bởi vì nếu mà tiến hành cuộc đàn hạch thì nó quá khỏi cái thời gian mà Joe Biden còn tại vị. 20 tây tháng 1 là phải giao quyền tổng thống ra. Do đó, quý vị không có đủ thời gian để mà tiến hành một cuộc đàn hạch. Và thứ hai, cuộc đàn hạch cũng sẽ không thành công. Cũng sẽ không thành công là bởi vì trên cái sàn thượng viện là hầu hết Đảng Dân chủ, trừ phi á là Đảng Dân chủ muốn Kamala Harris thắng cử. Cho nên tăng thêm vị thế cho bà ta để cho bà ta tạm thời nắm quyền tổng thống. Nếu đàn hạch, họ muốn đàn hạch Joe Biden để tăng thêm cái vị thế của Kamala Harris lên. Tức là bà ta đang là ứng cử viên, bà ta đang là phó tổng thống và là ứng cử viên tổng thống. Nhưng mà họ muốn tăng cái vị thế bà ta lên để cho bà ta nắm quyền tổng thống luôn. Nếu bà Joe Biden bị đàn hạch thành công thì bà ta sẽ là cái người nắm quyền tổng thống. Thì để tạo cho bà ta ở cái thế incumbent, dễ thắng hơn, dễ thắng cử hơn. Trừ phi chuyện này ra thì Đảng Dân Chủ có thể sẽ tiến hành đàn hạch. Nhưng mà không thể nào xảy ra trong vòng 3 tháng. Tại vì bầu cử là ngày 5 tây tháng 11 rồi. Bây giờ mà thực hiện cái tiến trình này sớm lắm cũng là qua tháng 12 tháng 1. Chứ không trễ hơn được. Không trễ hơn được. Do đó quý vị, tôi mới nói là cái việc mà đàn hạch này là không xong. Ít nhất người dân Hoa Kỳ biết được sự thật mà thôi. Và thứ hai là cái cuộc điều tra này nó giúp cho người ta nhìn rõ hơn. Nhìn rõ hơn về những cái sự, cái lỗ hổng lợi dụng vị thế như thế nào. Và sự tinh vi của lợi dụng vị thế của mình trục lợi như thế nào. Nếu mà cái việc compare với ông Trump, nó khác một trời một vực. Ông Trump lúc ra ứng cử tổng thống, tài sản của ông là 3 tỷ mấy, gần 4 tỷ. Đến khi ông kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất tổng thống, tài sản ông tuột xuống còn có 1 tỷ mấy thôi. Văng khỏi tạp chí Forbes luôn. Văng khỏi tạp chí Forbes luôn. Tức là ông không còn nằm trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes nữa. Rồi sau này khi mà ông ra lại trang True Social thì nó đẩy được cái tài sản lên cao lại. Nhưng mà quý vị, lúc ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống lần thứ nhất là tài sản ông mất hơn phân nửa luôn. Mất hơn phân nửa luôn. Thì quý vị cứ so sánh một bên ra làm tổng thống mất một nửa tài sản, một bên ra làm tổng thống cả gia đình thu vô từ ngày mà ông làm phó tổng thống tới bây giờ hơn 27 triệu Mỹ Kim. Chưa kể những cái khác, chưa kể cái món vay 8 triệu Mỹ Kim của các nhà gọi là hảo tâm của Đảng Dân Chủ, chưa trả. Chưa kể cái số tiền bán sách lên tới 8 triệu Mỹ Kim với công ty của ông ta, chưa biết mình chi chác như thế nào, chưa kể. Và chưa kể những cái nguồn khác mà Đảng Cộng Hòa vẫn chưa có đủ. Bây giờ chỉ là chính thức trên mặt giấy tờ. Chính thức trên mặt giấy tờ, các chuyển ngân vân vân và vân vân là 27 tỷ Mỹ Kim. Quý vị, 27 triệu Mỹ Kim. Thì quý vị, đây là một trong những cái chúng ta thấy rõ ràng. Trong một cái xã hội dân chủ nhất thế giới, nhưng vẫn có tình trạng tham nhũng. Vẫn có tình trạng tham nhũng qua nhiều hình thức khác nhau. Và quý vị thấy họ lập ra những công ty shell company, tức là những công ty ma, để mà họ nhận tiền từ nước ngoài, gây ảnh hưởng tới chính sách. Và chính bản báo cáo trước đó, Hunter Biden đã ép Bộ Ngoại giao can thiệp cho công ty Burisma có được một cái hợp đồng tỷ thông qua đại sứ của Hoa Kỳ tỷ. Tức là sử dụng cái vị thế cha của mình đó. Thì quý vị, tất cả những sự thật này bây giờ đã được phơi bày ra. Ít nhất người dân Hoa Kỳ thấy rõ. Một kẻ sống bằng nghề chính trị, đắc cử thượng nghị sĩ lần đầu tiên năm 29 tuổi, mấy chục năm sống bằng nghề chính trị. Mấy chục năm sống bằng nghề chính trị. Thì quý vị, đây là cái mà tôi cho thấy sự khác biệt giữa một người ra phục vụ đất nước và một kẻ sử dụng cái vị thế chính trị để trục lợi cho gia đình. Và đó là lý do tại sao mà tôi nói rằng là cái học thuyết của ông Trump bây giờ thích hợp. Là những người ra tranh cử bây giờ là phải mang mục tiêu phục vụ quốc gia.
không phải sử dụng cái vị trí của mình để trục lợi. Không phải là cái sử dụng cái vị trí của mình để trục lợi, tương tự như gia đình Joe Biden. Và cái học thuyết gọi là Trumpism đang được xem là một cái học thuyết mà phía đảng Cộng Hòa họ rất ủng hộ. Tại vì họ đòi hỏi những người ra tranh cử là bắt buộc phải có cái tinh thần phục vụ quốc gia, không phải nhân danh nghĩa phục vụ quốc gia rồi sử dụng cái vị trí đó trục lợi làm giàu cho gia đình. Quý vị, không phải chỉ có một mình Joe Biden đâu, Nancy Pelosi cũng vậy. Bà ta giữ cái chức dân biểu và từng là cựu chủ tịch của quốc hội. Chồng của bà ta, Paul Pelosi, đã kiếm bao nhiêu tiền từ các cái vụ mua bán cổ phiếu. Quý vị, một cái hình thức tham nhũng mà được che đậy rất cẩn thận và hợp pháp. Thì chính điều này nó sẽ khiến cho cái giai đoạn kế tiếp nước Mỹ sẽ tiếp tục điều chỉnh để lấp đi những lỗ hổng này. Đó, quý vị thấy là có những cái luật ra cấm tất cả những thành viên trong quốc hội là mua bán cổ phiếu. Thì quý vị, những cái tiến trình này nó đang được thực hiện và bắt đầu sẽ siết chặt lại tất cả những cái công việc của tổng thống, những cái quyền hành của tổng thống, và làm như thế nào nó mang tính chất là làm việc cho quốc gia, không để cho người thân trong gia đình trục lợi. Quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà tôi nói rằng bản báo cáo của Hạ viện đưa ra bản báo cáo của Hạ viện đưa ra nó có thể không phải là mục đích đàn hạch, nhưng ít nhất nó cho chúng ta thấy được cái lỗ hổng ở trong cái guồng máy của hành pháp và làm cách nào chúng ta chấn chỉnh những cái lỗ hổng này. Đó là mục tiêu của các ủy ban trong quốc hội, chứ không phải là một cái đòn trả thù chính trị. Mặc dù dân chúng Hoa Kỳ vẫn nhìn một cái góc nào đó là cuộc trả thù chính trị, nhưng mà ít nhất chúng ta thấy được nhiều lỗ hổng khác nhau để bắt đầu chúng ta điều chỉnh lại cái guồng máy hành pháp tốt hơn. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!